Tại Indonesia, trên chiếu U19 Thái Lan, huấn luyện viên Thái ngậm ngùi thừa nhận trước truyền thông. Ngày hôm qua đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng khép lại cuộc hành trình của giải đấu U19 Đông Nam Á 2022. Cả Đông Nam Á đã có một nhà vô địch mới mang tên U19 Malaysia sau khi họ giành chiến thắng đầy thuyết phục 2-0 trước U19 Lào trong trận chung kết. Còn ở trận đấu tranh hạng 3 trước đó, Việt Nam và Thái Lan đã có một trận đấu rất cởi mở với chiến thắng chung cuộc dành cho các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam. U19 Việt Nam bước vào trận đấu này với 5 sự thay đổi so với trận thua 0-3 trước Malaysia. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam bất ngờ cất hai trụ cột Quốc Việt và Văn Trường trên băng ghế dự bị. Ông thay đổi toàn bộ đôi trung vệ sau khi mà trao cơ hội cho Hồng Phúc và đá cặp với Vũ Văn Sơn. Sự thay đổi ở hàng thủ khiến cho U19 Việt Nam gặp nhiều thách thức. Sự thiếu quyết đoán, tính liên kết giữa các cầu thủ vẫn dẫn tới khung thành của thủ môn Cao Văn Bình đặt vào một tình trạng báo động. Sau nhiều lần thắt thua, đến phút 43, U19 Việt Nam nhận bàn thua sau pha phòng ngự thiếu quyết đoán. Sita Borja đã nhanh chân dứt điểm tung lưới của thủ môn Cao Văn Bình. Hàng thủ chơi thiếu an toàn và các cầu thủ trên hàng công thiếu sự mạch lạc, đột biến. Các pha dứt điểm của U19 Việt Nam không quá nguy hiểm. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Đinh Thế Nam có sự thay đổi người. Bộ đôi trụ cột là Quốc Việt, Đình Bắc vào sân. Điều chỉnh này giúp cho U19 Việt Nam có một thế trận khởi sắc. Và đến phút 54, Quốc Việt có pha thoát xuống thông minh, đánh bại thủ môn U19 Thái Lan, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Kết quả này được giữ nguyên cho tới hết những phút thi đấu. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thứ hạng. Trên chấm đá phạt 11m, U19 Việt Nam tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn khi mà sút thành công cả 5 quả, trong khi đó Thái Lan chỉ thực hiện thành công 3 lần sút. Qua đó nhân thêm một thất bại và đã phải về đích vị trí thứ 4 sau U19 Việt Nam, U19 Lào và Malaysia. Sau kết quả này, thì cầu thủ U19 Thái Lan gặp không ít những áp lực từ truyền thông và người hâm mộ. Truyền thông Thái Lan đã không thể nói đỡ cho các cầu thủ thêm được nữa sau những lần thất bại thứ hai liên tiếp chỉ sau ít ngày. Đặc biệt còn là những thất bại cho thấy sự yếu kém về tinh thần lẫn bản lĩnh của đội bóng này. Không chỉ vấn đề về truyền thông, U19 Thái Lan còn phải chịu một vấn đề lớn, đó chính là những hành động không đẹp từ phía người hâm mộ Indonesia dành cho họ. Sau khi thua, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã phải nghe rất nhiều những lời mỉa mai, chế giễu từ miệng của người hâm mộ Indonesia. Họ chế ảnh của các cầu thủ Thái Lan và đã đăng trên khắp cõi mạng xã hội cùng với những lời lẽ chế giễu như là bầy, voi con thì còn chưa cay sữa đã sang Indo bán độ, hay là U19 Thái Lan nỗi nhục nhã của cả nền bóng đá Thái Lan. Còn rất nhiều những lời lẽ chế giễu, thậm chí là xúc phạm các cầu thủ được người hâm mộ Indo sử dụng. Người hâm mộ Thái Lan sau khi biết chuyện thì cũng đã cực kỳ tức tối và đổ mọi trách nhiệm lên đội bóng khi mà để cho cả Thái Lan bị mang ra giễu cợt. Trong tình hình đó, ngay trong đêm, huấn luyện viên của U19 Thái Lan đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà nhằm giảm sức nóng của vụ việc và những áp lực mà các cầu thủ của ông đang phải chịu. Cụ thể, tại cuộc họp báo ngay trong đêm, huấn luyện viên U19 Thái Lan ngậm ngùi thừa nhận: "Trước tiên, tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ vì đội không thể giành được chức vô địch như mục tiêu đề ra. Chúng tôi hiểu sự mong đợi và kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi sẽ cố gắng cải thiện đội hình từ những sai sót phát hiện trong giải đấu lần này", huấn luyện viên Garcia nói. "Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu tốt và cố gắng tạo ra một thế trận chủ động. Các cầu thủ phối hợp tốt, nhưng mà sang hiệp 2, U19 Việt Nam đã phùng lên. Chất lượng trận đấu và thể lực của các cầu thủ có phần giảm sút vì đây là trận đấu cuối cùng của hai đội." Thất bại của U19 Thái Lan một lần nữa khiến cho voi chiến chưa thể có được thắng trận trước Việt Nam trong mọi cấp độ. Người hâm mộ Thái Lan một lần nữa thất vọng, cay cú và sốc toàn tập với đội nhà. U19 Thái Lan sẽ trở về nước vào ngày 17 tháng 7 và tiếp tục tập luyện cho vòng loại U20 châu Á. Huấn luyện viên Garcia chia sẻ, danh sách U19 Thái Lan cũng là lực lượng để tôi chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á vào tháng tới ở Oman. Hôm nay tôi đã thấy được nhiều sai lầm của các học trò, đây là điều chúng tôi cần sửa chữa. Đó là những gì mà huấn luyện viên U19 Thái Lan đã chia sẻ với truyền thông sau khi đội bóng của mình nhận thất bại trước Việt Nam và phải gánh chịu quá nhiều áp lực từ người hâm mộ. Còn về phía U19 Việt Nam, sau khi mà giành trận thắng với người Thái, vẫn là giữ sự điềm đạm. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận xét, đây là một trận đấu hay. Trước tiên, nằm ở sự căng thẳng, trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam từ trước tới giờ trong suy nghĩ của mọi người luôn diễn ra rất căng thẳng. Về chuyên môn, thể lực của hai đội đều suy giảm rõ rệt khi đây đã là trận đấu thứ 7 trong giải đấu lần này. Do đó, tinh thần của hai đội đều rất đáng khen. Trên chấm luân lưu, các cầu thủ U19 Việt Nam đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và may mắn hơn Thái Lan. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đánh giá. Ngay sau trận thua U19 Malaysia, ban huấn luyện đã suy tính kỹ. Ngoài hoàn cảnh chấn thương, chúng tôi cất Đình Bắc, Quốc Việt, Văn Trường do các em đã thi đấu quá nhiều. Đội hiệp 2 sẽ tung ra để có một kết quả thi đấu tốt hơn. Cả ba em vào sân và đã hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định. Sau khi kết thúc giải đấu, U19 Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 22 tháng 7, chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.
Trong quá trình chuẩn bị, đội sẽ được thử lụa tại giải U19 quốc tế 2022 với sự tham dự của các khách mời chất lượng trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn vào khoảng 2 tuần. Tại đợt tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ được bố trí một số trận đấu cọ sát để hoàn thiện đội hình, lối chơi. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng U19 Việt Nam cần nâng cao yếu tố là kỹ thuật và rèn luyện bản lĩnh để có thể chơi tốt hơn nữa. Trái với câu chuyện về chiến thắng của Việt Nam, hôm nay là một ngày rất buồn của bóng đá nữ chúng ta khi mà để thua Philippines. Chưa từng để thua Philippines trong lịch sử, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có lý do để cẩn trọng với đối thủ này. Trong vài năm trở lại đây, Philippines thực hiện chính sách mời gọi cầu thủ gốc Philippines sinh sống ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, trở về quê nhà chơi bóng. Nhóm cầu thủ này không quá xuất sắc về mặt chuyên môn nhưng sở hữu nền tảng thể lực và thể hình ấn tượng. Thực tế cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đội chủ nhà ở vòng bán kết AFF Cup 2022. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều lựa chọn cách chơi tấn công nhằm tìm kiếm được bàn thắng mở tỷ số. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thua thiệt đối phương trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Khi mà không thể tổ chức tấn công mạch lạc, Philippines đã quyết định tận dụng các pha bóng bổng và tình huống cố định. Ở phút 32, từ quả đá phạt bên góc cánh trái của đồng đội, Hali Morilong đã bật cao đánh đầu để khai thông thế bế tắc cho Philippines. Hiệp 1 kết thúc với thế trận có lợi cho Philippines, họ bắt đầu tạo ra được nhiều pha hãm thành trước đội tuyển nữ Việt Nam. Bước sang hiệp 2, khó khăn chồng chất khi mà đội tuyển nữ Việt Nam phải chịu những quả phạt đền sau khi mà bóng chạm tay Hoàng Thị Loan trong vòng cấm. Đội trưởng Amis đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m và dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 51. Về cuối trận đấu, tận dụng việc đối thủ xuống sức, Philippines đã liên tục tận dụng cũng như là sử dụng các mảng miếng tấn công biên và tạt bóng tầm cao. Cách đá của đội bóng này thì khá là đơn giản nhưng lại hiệu quả. Đến phút 62, Boden nới rộng thêm cách biệt thành 3 bàn sau pha đá phạt góc của Riva Amis. 9 phút, vẫn là Boden đã bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần chơi bóng không từ bỏ dù là để thua đậm. Nhưng đây vẫn không đủ để cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo nên một điều thần kỳ trong 15 phút ít ỏi còn lại. Đây là trận đấu đầu tiên sau 3 năm đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung mới thua trận trong một giải đấu tầm khu vực Đông Nam Á. Sau trận Myanmar, tôi đã đánh giá trận Philippines sẽ rất khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam. Họ chơi tốt, có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua toàn diện và tôi không có ý kiến gì cả. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, bên cạnh Philippines chơi quá xuất sắc, thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng phải thua trận bởi có quá ít thời gian để hồi phục. Sau trận thắng Myanmar, các cầu thủ chỉ có một ngày nghỉ ngơi rồi ngay lập tức bước vào vòng bán kết. Cuộc so tài với đối thủ có thể hình và thể lực tốt như Philippines đã bào mòn sức lực của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi chỉ có một ngày chuẩn bị, còn Philippines có 2 ngày. Giá mà đội tuyển nữ Việt Nam nghỉ dài hơn, trận gặp Myanmar trước đó cũng sẽ rất căng thẳng, nên điều đó ảnh hưởng tới trận đấu này, ông Trung nói thêm. Nhà cầm quân 73 tuổi khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhanh chóng sốc lại tinh thần để lấy lại danh dự trong trận tranh hạng 3 với Myanmar, đối thủ mà chúng ta đã thắng 4-0 tại vòng bảng. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình ở trong trận gặp Myanmar, ít ra phải giành được tấm huy chương đồng. Sau trận đấu hôm nay, chúng tôi sẽ vực dậy tinh thần để thi đấu tốt nhất trong trận tranh hạng 3, huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ. Theo lịch thi đấu, trận tranh hạng 3 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 7. Trận chung kết giữa Philippines và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 17 tháng 7.